Thì mình chấm cái trái giá mít này trước đi. Đấy, mời các bạn luôn nha. Giờ thèm lắm rồi. Mời các bạn luôn. Hello, chào bạn. Bạn đã quay lại với kênh Hai Trong Cây Lốc của mình các bạn. Hôm nay mình cũng có đi vòng vòng, mình xin được mớ me với giá mít với xài. Đây, đây nè bạn. Đây, mình có cái này là giá mít. Mình mới đi xin với nhà của anh Tâm Cà Lâm á. Cái này là me, me mình bẻ ở nhà. Ở nhà sau mình có cây me. Có trái rồi. Cái này là cái xài mình bẻ ở nhà luôn. Đó. Bây giờ bữa hôm nay là ba loại này. Đây coi. Nhìn thấy nó là bắt đầu nó chảy miếng các bạn. Rồi, bây giờ ba loại này mình sẽ làm cái nước chấm các bạn, là cái mắm ruốc siêu cay. Giờ mình làm cái mắm ruốc, mình chế biến cái món mắm ruốc cái siêu cay các bạn, để mình đem lên mình chấm cái ba cái loại này cho nó đã bữa nay các bạn. Vừa đói vừa đứng miếng vừa chảy nữa. Mình làm nước này. Rồi, đây nghe các bạn. Đây là mình bắt cái chảo lên. Giờ để mình xào cái đồ chấm mắm ruốc mình các bạn. Rồi xào mắm ruốc. Đó, để xào mình cho nó vô một miếng dầu. Đó, cũng một ít thôi. Đó. Rồi bây giờ bắt đầu mình sẽ cho cái phần mắm ruốc này vô. Mắm ruốc này mình có đã đâm ớt, tỏi và dĩa mắm ruốc. Đó, thì cái mắm ruốc này mình xào ăn thì nó sẽ ấy hơn các bạn. Đó. Xào ăn nó sẽ an toàn hơn. Đó. Để nhiều khi con này con kia đâu nó ở trong bằng mình không thấy. Đó. Rồi mình bỏ tỏi với ớt vô trước cho nó này đi. Rồi kế tiếp mình bỏ cái mắm ruốc vô luôn. Tiếp theo mình bỏ cái thằng mắm ruốc này vô luôn. Đó. Rồi mình bỏ xong thì mình sẽ nêm. Mắm ruốc này thì mình phải xèo khèo nó lại các bạn. Thì cái mắm ruốc này là mắm ruốc trần các bạn, mắm ruốc ở ngoài. Nhưng mà mắm ruốc kia mình cũng, nếu mình ăn mình cũng nên làm chín nó nha các bạn. Mắm ruốc mà hũ á, đồng ý là người ta bảo quản nhưng mà mình cũng phải làm cho nó chín đi. Đó. Như thế này, rồi mình sẽ bỏ vào đường và bột ngọt nha các bạn. À, rồi mình cho vào đây là một ít bột ngọt. Cái mắm ruốc này thì nó mặn cực kỳ luôn. Mình sẽ bỏ khá khá bột ngọt và đường. Đó. Nó mới cân bằng nhau để mình ăn cho nó ngon các bạn. Rồi kế tiếp là mình cho đường vô. Đường nói chung là cũng hơi khá khá nha các bạn. Rồi. Đó. Rồi cái này thì mình sẽ đảo đều lên cho nó đều. Bởi vì cái này nếu như mà mình khèo ít dầu á thì mình sẽ đổ thêm miếng nước các bạn. Còn nếu mình khèo dầu hơi nhiều, đổ dầu hơi nhiều thì mình sẽ nó lỏng ra rồi mình sẽ khỏi phải đổ nước thêm. Đó, rồi để mình khèo xong như thế này thôi. Những món chấm mình thì làm như thế này. Bây giờ mình làm xong rồi mình đổ ra chén, mình đem lên review cho bạn xem. Đó, bữa nay đang toàn là đồ chua đồ chát không các bạn, này ăn lè lưỡi bữa. Đây bạn, nãy giờ mình cũng đã làm xong cái nước chấm mình đây rồi. Đây, này mắm ruốc nữa bạn, mình làm nó kẹo kẹo như thế này. Đó. Cái này là cái giá mít này đây. Đó. Này cái giá mít nè. Rồi mình này mình làm nước chấm mắm ruốc. Giờ mình đầu tiên mình chấm cái trái giá mít này trước đi. Đây, mời các bạn luôn nha. Giờ thèm lắm rồi. Mời các bạn luôn. Giá mít này mình ăn cẩn thận nha các bạn. Nó chặt. Ăn nếu mà mình hít thở nhiều quá nó sẽ sạc đấy. Mình ăn vào mình phải nín thở lại. À, đây, ăn các bạn luôn, quá ngon luôn. Cái mắm ruốc này mình đâm tỏi ớt, khèo vào mình bỏ ngọt với đường khá khá xíu. Thì mình ăn rất ngon các bạn. Quá đã luôn.
cái giá mít này mình đi xuống dưới nhà của anh Tâm chứ, xin mới có, nhà mình không có giá mít này bạn, nhà mình không có cây mít. Hiện tại là tại bây giờ hơi gió. Đây mình ăn hết trái trà bá lửa. Còn cái này thì me. Me này rất chua. Me này chua lắm các bạn. Đó. Đây. Đây, cái me mình đây. Mình quất vô luôn. Cái này mới là cái đây mới là đã thèm rồi các bạn. Cái me mình thì nó cực kỳ là chua, nhưng mà ăn me thì phải chua, chua nó mới đã. Đây là cái tứ xài. Tứ xài này cũng là xài xanh của nhà mình đúng không bạn? À, nó cũng chua cực kỳ đúng không? Mình dặm một cái cái me và một cái giá mít. Quá ngon. Ngon là ngon cái mắm ruốc này nè các bạn. Nhưng mà cái mắm ruốc này mà bạn nấu lên á, bạn xào nó lên á thì nó rất là thơm. Rồi, mình thử lát xài cái này. Đó, đây. Quýt cái lát xài xanh này nữa cho nó đã cái. Đây, mời các bạn luôn. Quá là tuyệt vời luôn. Chung là cái đồ chua. Đồ chua nhiều quá bạn. Chua cực kỳ chua mà mình chấm với mắm ruốc á thì nó sẽ giảm lại cái bớt cái đồ chua. Còn mình chấm với muối ớt á thì nó sẽ rất chua kìa. Cũng như cái xài này mình ăn không thì nó là chua chua ái luôn. Nhưng mà khi mà mình ăn với mắm ruốc này mình sẽ cắn được họng họng các bạn. Nó bớt được giảm được cái đồ chua. Đây. Quất một trái mè nữa. Trái mè thì nó chua gấp đâu cái tứ xài các bạn. Quất vô đây thiệt nhiều luôn vẫn còn chua. Tại là muối đồ lăn muối trên đường gấp nữa.
mà gõ trống ở đây nghe lồng lộng luôn. Chung là ở đây cứ vòng vòng mình làm kiếm này kiếm kia rồi cá ít mắm nháy trái cây rồi để mình vòng qua vòng lại để mình là làm mấy cái clip cho bạn xem. Bạn xem nhớ đăng ký like chia sẻ ủng hộ mình các bạn. Quá chua đây các bạn luôn. Tí nữa mình đi công chuyện, nếu như mà tí nữa mình không đi công chuyện mình ăn hết mâm mà luôn. Mình ăn chua cực kỳ luôn. Đấy, mình ăn me nhiều bây giờ mình giảm vô cái mới giá mất. Đây, mời các bạn luôn. Sao bữa nay mình ăn cái giá mít mà mình không nghe sặc không? Một lần mình ăn cái giá mít là nó sẽ sặc. Sao bữa nay ăn cho nó không nghe? Mình làm hết cái mè này rồi mình kết thúc video luôn. Đây, mời các bạn luôn. Làm như tốt à, ăn mình à. Chua. Tại là cái me mình nó chua cực kỳ nha các bạn. Thứ tái nó như thế này nè. Tái mình nhỏ như vậy nè. Còn cái me bự cũng có loại bự mà loại chua luôn. Y như thế như me Thái các bạn. Nhưng mà ngoài nhà Nam Hoàng có cây me Thái nhưng mà nó không có chua. Nó trái non thiệt non nó hơi chua chua. Còn cái lớn lên thì nó ăn nó sẽ không nghe mùi vị chua gì hết các bạn. Lá xài làm mới có lát. Nói chung là nếu ăn hết thì mình sẽ ăn sạch cái này luôn các bạn. Nhưng mà tại mình còn bạn đi công chuyện nữa, mình không thể ăn hết được. Ăn hết là ra ngoài nhà ta cứ tối ngày ra ngoài nhà ta là cứ giữ cái cậu không không được rồi. Thì nãy mình đi không phải về mình có gặp bạn học mình rồi mình đi ra ngoài để mình giao lưu chơi.
giao lưu chơi tí xíu thôi, tí xíu với bạn rồi mình mới về, thành ra mình cũng không dám ăn nhiều luôn, chứ như đây thì mình sẽ làm hết luôn, ăn hết luôn. Thôi rồi thì hôm nay mình làm cái clip này để cho các bạn xem. Cũng có một đứa em yêu cầu mình làm cái mâm xài cốc ẩu với mít. Nhưng mà mình hôm nay mình chỉ đi kiếm được như đây thôi, được một mớ đồ chua đồ chán này thôi, với làm một cái dĩa mắm ruốc thì ngon luôn. Mắm ruốc này mà cỡ ăn cơm cũng cực kỳ ngon luôn. Rồi thôi thì video mình xin kép lại tại đây. Mong các bạn xem, nhớ đăng ký, like, chia sẻ, ủng hộ kênh mình nha các bạn. Rồi bạn nhớ đăng ký, bấm vào chuông để nhận được những clip mới nhất của mình nha các bạn. Đó, mình sẽ đăng clip dài dài lên cho các bạn xem. Rồi thôi thì mình xin khép clip lại tại đây. Và xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn những clip tiếp theo. Chào tạm biệt các bạn, bye bye.